Dạ vâng, em xin trân trọng kính chào toàn thể các bác đang xem video. Hôm nay thì nhà em lại cập bến rất là nhiều lan rừng của bản địa Cao Bằng. Muốn quay bán chia sẻ với các bác yêu phong lan với giá cực kỳ rẻ thôi để cho các bác sưu tầm. Một số loại chỉ 50.000 đồng một cân các bác nhé. Và địa chỉ của nhà em là ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Trước tiên em sẽ điểm qua những cái dòng lan của nhà em đang có trước. Rồi lát em sẽ giới thiệu chi tiết từng phần lan sau. Đầu tiên là em có kiếm lô hội hàng củng đẹp này. Này có một dề là siêu to khổng lồ luôn các bác nhé. Và em có hàng kg. Thứ hai là em có hài vệ nữ. Thứ ba là có địa lan mạc xuân. Thứ tư là có giáng hương đuôi cáo. Thứ năm là hoàng thảo nghệ tâm. Thứ sáu là đùi gà tròn. Những giò thuần chỉ từ 100.000. Thứ bảy là hoàng phi hạc, thứ tám là kiều vuông. Các bác mua hàng thì có thể gọi cho em theo số điện thoại em ghi ở trên tiêu đề. Số đấy là em đã dùng cả Zalo luôn. Rồi ok, em sẽ không làm mất thời gian của các bác nữa, nên em sẽ vào giới thiệu chi tiết từng dòng lan luôn. Đầu tiên là em sẽ giới thiệu hàng kg trước các bác nhé. Có địa lan mạc xuân này, hay hàng hôm nay dân vừa lấy về cho rất là nhiều, mấy chục cân cơ các bác ạ. Cái dòng địa lan mạc xuân này thì đặc điểm nổi bật nhất của nó là nở hoa vào đúng cái dịp Tết âm lịch luôn, chuẩn Tết âm lịch luôn các bác ạ. Và cái dòng địa này thì được rất là nhiều bác chơi lan quan tâm. Này không phải là địa chỉ chơi mấy năm nay đâu, mà đã chơi từ thời cha ông cụ kỵ rồi, rất là lâu đời rồi. Mặt bông thì của dòng này thì nó rất là phổ biến các bác nhé. Này, hàng xanh mướt cực kỳ đẹp. To bé ngắn dài đầy đủ này. Em bán là 80.000 đồng 1 kg. Này. Đấy, 80.000 đồng 1 cân các bác nhé. Và nếu mà các bác mua số lượng nhiều ấy thì em sẽ giảm cho. Nói chung là số lượng càng nhiều thì giá cả nó càng rẻ này. Còn bình thường 1, 2, 3 cân là 80.000 đồng 1 cân các bác nhé. Chắc là nhiều bác cũng chưa biết về cái mặt hoa của dòng này, nên em sẽ cho các bác xem mặt hoa của địa lan mạc xuân. Đây là hoa của địa lan mạc xuân các bác nhé. Này. Màu đặc trưng là nó như vậy, còn rất là nhiều màu lắm các bác ạ. Cái dòng này hoa nó phổ biến. Này, màu xanh cũng có, này, màu vàng. Nói chung là cái dòng này nó đột biến vàng thì rất là đắt tiền luôn các bác nhé. Đi các bác mình trồng vào một cái chậu như này này. Đấy, trồng địa rất là hay. Mình kiếm một cái chậu gốm thật là đẹp. Này, bây giờ em thấy là rất là nhiều bác chơi địa lan. Này, địa lan mạc xuân hay gọi là mạc quân tử các bác nhé. Này, quân tử chơi lan mà. Này, hoa đột biến nó màu xanh như này này. Đấy. Tiếp theo thì em có kiếm lô hội hàng kg. Kiếm hàng hôm nay thì cực kỳ đẹp các bác ạ. Dân vừa lấy cho rất là nhiều. Đây, cái dòng này rẻ tiền đây. Nói chung là đáng để sưu tầm, giá cả hợp lý. Em bán là 50.000 đồng 1 kg. Hàng thân lùn rất là đẹp. Đây, tầm cỡ này là chồng thích lắm này. Và cái dòng này mặt hoa nó màu đỏ tươi rất là đẹp các bác nhé. Đấy, em sẽ cho các bác xem mặt hoa. Nhiều bác cũng chưa biết mặt hoa của dòng này đâu. Em thấy là dòng này giá cả hợp lý, với lại cây nó cũng đẹp các bác ạ. Lô hàng hôm nay cực kỳ đẹp luôn. Đây các bác ạ, mặt hoa của kiếm lô hội hoa đỏ đây. Nó một màu đỏ tươi, rất là đẹp. Nói chung là giá cả hợp lý, đáng để sưu tầm các bác nhé. Này, mình không phải bỏ ra một số tiền lớn để chơi đâu mà. Nói chung là vừa có 50.000 một cân là quá là rẻ rồi. Mặt hoa thì cũng đáng để sưu tầm các bác nhé. Tiếp theo là em có 6 phần hoàng thảo nghệ tâm. Hàng đang có nụ hoa này. Đây các bác ạ, đang có nụ hoa. Cái dòng này nhìn nó nhỏ nhỏ xinh xinh vậy thôi, nhỏ bé vậy thôi, chứ ra hoa nó đẹp lắm. Trước em có đi dân bản là cắt của nhà dân về mấy khúc nó ở trên gỗ nhán. Hoa là cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Đây,
6 phần các bác nhé. Bây giờ em sẽ cho các bác xem mặt hoa của hoàng thảo nghệ tâm. Đây là hoa của hoàng thảo nghệ tâm các bác nhé. Cái cúc này là trước em tự em đi cắt ở dân bản về luôn. Đấy, bây giờ chắc là người dân cũng có ghép để mấy cúc. Thì hôm nào giao hoa em sẽ lên quay cho các bác xem. Mấy cúc này em cắt rất là lâu rồi, ngày xưa bán giá rất là rẻ các bác nhé. Đây. Em cho các bác xem cái ảnh ngày xưa em đi đi lấy này. Rất là mê luôn cái dòng này mà nở hoa là thơm. Sai hoa đẹp lắm các bác nhé. Đây các bác ạ. Cách đây mấy năm rồi em cùng chị gái đi cắt lấy về các bác nhé. Được mấy khúc này là đẹp nhất này. Đây các bác nhé. Đấy. Em cách đây khá lâu rồi. Cái vườn này lúc đầu em vừa làm này, trồng rất là nhiều dáng hương nuôi cáo luôn, cả địa lan mạc xuân. Cái vườn mới làm nên là nhìn nó không được đẹp. Đẹp mỗi cái hoa các bác ạ. Em có 6 phần và mỗi cái phần như này em bán là 100.000 các bác nhé. Đây, có khá là nhiều này. Đi các bác ghép, thoải mái ghép luôn. Có thể ghép vào gỗ là nó nhìn nó đẹp hơn. Đây, mỗi phần như này em bán là 100.000 thôi. Giá cả hợp lý, rất là nhiều các bác nhé. Nhìn vậy thôi chứ ở ngoài nó nhìn nhiều lắm này. Đấy. Phần nào cũng như nhau thôi, em chia đều tất cả các hình rồi. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần. Tiếp theo em chuyển sang mấy cái giò dáng hương đuôi cáo này. Cáo xếp đã trồng thuần các bác nhé. Này, mấy cái giò này thì em trồng thuần hết rồi đi các bác. Chỉ biết treo lên và tưới nước thôi. Mỗi chậu là chỉ có 3 cây thôi. Nhưng mà toàn là cây xếp. Cây xếp bây giờ em thấy là người ta bán những cái giò cáo xếp toàn tiền 5-600 thôi. Đấy, đi các bác nuôi lớn, khi nào xếp thẳng lên nó càng nhiều cặp lá thì nó càng đẹp. Mỗi chậu như này em bán là 200.000 các bác nhé. Em còn có 6 chậu này. Đây, chậu nào cũng 3 cây cả thôi. Duy nhất cái chậu này hình như là 4 cây. À đúng rồi các bác, chậu này 4 cây. 200.000 đồng một chậu giáng hương đôi cáo. Khả năng là nhiều bác cũng chưa biết mặt hoa nên em sẽ cho các bác xem mặt hoa các bác nhé. Mặt lá rất là to. Đây là hoa của giáng hương đôi cáo các bác nhé. Nên nó ra một cái vòi như là đuôi của con cáo vậy. Đấy. Màu tím. Tím hồng rất là đẹp. Cái dòng giáng hương này bây giờ được rất là nhiều bác chơi. Đây, như giò này trồng những cái giò xếp khi nào nó lớn lên, nó xếp thẳng lên như này thì quá là đẹp tuyệt vời các bác ạ. Đáng để sưu tầm các bác nhé. Đây em có một giò đùi gà đột biến trắng này. Này, hoa trắng tinh luôn. Lát em sẽ giới thiệu ở cuối video các bác nhé. Em bán theo thân để cho các bác sưu tầm. Một cái thân tơ này này, này. Có những thân hoa này thì nó ra hoa xong là nó trở thành thân già rồi. Tiếp theo em sẽ giới thiệu những cái hình em đã ghi giá cụ thể để cho các bác dễ lựa chọn các bác nhé. Đầu tiên là hình số 1 combo có 5 loại lan là 120.000, là chưa có phí ship các bác nhé. 3 cây huyền thoại ngô đồng vừa lấy về này, tươi rơi rõi luôn. Hàng xanh mướt, cây lá xếp đẹp. 3 cây này chắc cũng 2 cân đó các bác ạ, hơn cân 2 cân gì đó. À, tiếp theo là thanh đạm sữa này. Thanh đạm sữa là hoa nó trắng sữa các bác nhé. Hoa rất là thơm. Thứ ba là có lan lọng này. Đây, cây này lá nhăn nữa các bạn. Lá nhăn các bác nhé. Đây, những cây khác thì nó không không như vậy. Đây. Thứ tư là có ba cây hồ điệp rừng đang có ngồng hoa này. Đây các bác nhé. Đang có ngồng hoa. Đây, ngồng hoa nó dài, khá là dài rồi các bác ạ. Này, ba cây. Thứ năm là có một phần hoàng thảo nghệ tâm, một ít hoàng thảo nghệ tâm là 120.000 cho hình số 1. Tiếp theo hình số 2 là một cái giò lan hài các bác nhé. Đây là hài vệ nữ. Giò em trồng thuần rồi. Này. Mặt hoa đây, hoa của hài độ bền nó có thể lên đến khoảng 2 tháng. Rất là lâu. Hình số 2 em bán là 100.000, giò này rất là đẹp. Tiếp theo hình số 3 là hàng vừa lấy từ rừng về này, xanh mướt luôn. Có mấy dề em bán là 100.000. Này, một dề này, hai dề này.
3 dề này, 4 dề. Hình số 3 em bán là 100.000. Tiếp theo hình số 4 này, em bán là 100.000. 1 dề này. Đây, dề bé này 2 dề nữa này. Dề này nữa là 3 dề này. Dề này nữa là 4 dề này, và dề bé. Dề này nữa là 5 dề các bác ạ. Hình số 4 là em bán 100.000. Mấy cái tổ quạ này khách chốt rồi. Tiếp theo là hình số 5. Đây là kiếm lô hội các bác nhé. Cái dề này em bán giá cực kỳ rẻ thôi. Cái dề rất là to mà em bán chỉ có 250.000 đấy các bác ạ. Cực kỳ to đẹp luôn. Đi các bác mình trồng, mình thẳng đứng lên các bác nhé. Đây, thẳng đứng lên như này. Một tay em cầm rất là khó. Hai người cầm mới được các bác ạ. Dề này rất là to. Bản lá to đẹp. Đây các bạn, bản lá rất là to. Cây tươi xanh mướt luôn. Dề này đẹp các bác ạ. Nhìn 250.000 các bác nhé. Là chưa có phí ship. Tiếp theo là hình số 6 này. Cũng 250.000. Giá em bán hợp lý. Cực kỳ rẻ luôn các bác ạ. Dề kiếm to này là 250.000 là quá là rẻ rồi các bác nhé. Đây. Đây, nặng quá. Nặng quá, em một mình em nhấc lên là khá là nặng. Hình số 6 này em bán là 250.000. Tiếp theo hình số 7 này em bán là 150.000. Đây, không biết là bao nhiêu cân mà em cứ tính rẻ thôi. Bán giá rẻ để hết hàng nhanh. Để dân còn đi lấy cái mới các bác ạ. Hình số 7 là 150.000. Tiếp theo hình số 8 này. Cái dề này là quá đỉnh luôn các bác nhé. Đây các bác nhìn từ xa đấy. Đấy. Em chưa thấy cái dề kiếm nào mà nó khủng như vậy các bác ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Cái dề này nhìn tổng thể này. So sánh với mấy dề kia này. Với lại cái dề này nó nguyên một cái bầu đặt đứng để như này luôn các bác nhé. Không cần phải kê như mấy cái dề kia để đặt này không được. Còn cái dề này là đặt như này luôn. Quá khủng luôn các bác ạ. Cái dề này chắc cũng gần 20 kg ấy các bác ạ. Này. Cái dề này khá là to. Nếu mà các bác lấy em chuyển khoản cho em các bác nhé. Chắc chắn em mới gửi. Chứ cái dề to này mà gửi đi không chắc chắn em không dám gửi đâu các bác ạ. Đây là hình số 8 này. Em bán là 650.000. 650.000 được một cái dề kiếm to như vậy là hợp lý rồi các bác nhé. Cái dề to như này, to đẹp như này thì kiếm thì có nhiều nhưng mà cái dề như này thì khó tìm các bác ạ. Tiếp theo là hình số 9 này. Hình số 9 em bán là 150.000. Cái dề này là cũng đứng để đứng như vậy được luôn. Rất là đẹp. Đây các bác ạ. Hình số 9 là 150.000. Tiếp theo hình số 10 này. Đây, hình này bản lá to đẹp. Lá nó còn hình em thấy còn nó còn ngân 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 nữa các bác ạ. Đây. Bản lá to đẹp lắm các bác nhá. Này, hơn hai ngón tay. Cái dề này em thấy ở ngoài thấy rất là đẹp. Không biết các bác nhìn trong video như nào nhưng mà em thấy cái dề này là ưng ý lắm các bác nhá. Hình số 10 em bán 200.000. Tiếp theo hình số 11 này là một cái khúc cáo nguyên bản cực kỳ to luôn. Lá xếp các bác nhé, bán 150.000. Cái khúc gỗ này đi các bác ghép thêm vào là quá là đẹp, lá xếp luôn các bác ạ. Đây. Đấy, ui, nặng quá các bác ạ. Các bác nào ở gần Hà Nội em ship cho các bác nhé. Còn ở xa quá em đóng hàng hơi cực, đi xa quá sợ hỏng lan. Cái cúc này em cân lên nó cũng khoảng hơn chục ký, 12 ký các bác ạ. Để các bác ghép thêm lan vào là quá là tuyệt vời. Chỗ nào em cũng gửi được thôi nhưng mà sợ đi xa cước nặng đấy các bác ạ. Hình số 11 thì em bán là 150.000. Tiếp theo hình số 12 này là một cái phần, à một cái hình hoàng thảo nghệ tâm. Đây là hàng thuần rồi, nguyên bản rồi các bác nhé. 100.000.
nên đang có nụ hoa rồi các bác ạ. Đấy, đấy nụ nó đây các bác nhá. Đây các bác ạ. Một cúc nguyên bản hoàng thảo nghệ tâm. Nhìn vậy thôi chứ ra hoa đẹp lắm các bác nhá. Ra hoa thì mới biết. Khá là nhiều nụ. Hình số 12 em bán là 100.000. Tiếp theo là đùi gà tròn này. Đùi gà tròn em bán giá siêu rẻ luôn. Buổi tối nên là hoa nó gục cái cánh xuống rồi các bác nhé. Ban ngày nó nở căng đẹp lắm nhưng mà buổi tối nó lại gục cái cánh rồi. Hình số 13 là 100.000. Đây là đùi gà tròn là chuẩn 100% của bản địa Cao Bằng luôn. Đấy, mua 3 giò chỉ có mất 300.000 và thêm một ít tiền cước. Mỗi giò có 100.000 các bác ạ. À, cái hình này. Đây, hình này hình 14 này. Đây, hình này em cũng bán 100 thôi nhá, không phải 150 đâu. Hình 14 này 100.000. Cũng sàn sàn như nhau cả. Đấy. Tiếp theo hình số 15 này. Hình số 15 là một hình đang có nụ. Và hình này nó có nhiều rễ khá là đẹp nên em sẽ bán nhỉnh hơn 150.000. Đang nụ các bác nhá. Đây, toàn vòi nụ thôi. Đây, một vòi nụ, hai vòi nụ, ba cành, bốn cành có nụ. 150.000 trên số 15. Tiếp theo là hình số 16 này. 100.000. Đang có hoa. Nhưng mà buổi tối em quay là nó không không được căng. Lan nào cũng vậy à, buổi tối nó không được căng đâu các bác nhá. Phi điệp nó cũng vậy. Buổi tối nó cũng cũng ngủ đấy các bác. Tiếp theo số 17 này, cũng 100.000. Đây cái bông này tím đấy nhỉ. Hình số 17 này em bán 100.000 các bác nhá. Tiếp theo hình số 18 này em cũng bán là 100.000. Đấy như nhau cả các bác ạ. Giá cả thì quá rẻ luôn. Tiếp theo em có kiểu vuông cánh trắng. Kiểu vuông cánh trắng thì hoa rất là đẹp đấy các bác. Này cái hình này đang có nụ này các bác nhé. Đi các bác chơi hoa luôn. Hình số 19 em bán là 100.000. Kiểu vuông cánh trắng. Tiếp theo hình số 20 này. 100.000. Đây, đang có hoa rồi các bác nhé. Hoa rất là thơm luôn. Đây, họng vàng, cánh trắng. Tiếp theo hình số 20, hình số 21 này. Em bán là 100.000 cho hình số 21. Hoa đây các bác ạ. À, hoa cánh trắng, họng vàng. Tiếp theo hình số 22 này. Em có hình số 2 em bán là 100.000. Này các bác nhá. 100.000 một giò lan, quá rẻ. Tiếp theo hình số 23 này là hoàng phi hạc. Đang có nụ và đồng thời đang có hoa. Em bán là 150.000. Tiếp theo hình số 24 cũng 150.000. Đấy, như nhau cả các bác ạ. Đang có hoa và đồng thời nó đang lên mầm gốc. Tiếp theo hình số 25 là 150.000. Này, rất là đẹp. Tiếp theo hình số 26 này là 150.000. Đó. Đây, nhìn có hoa nhìn đẹp chưa các bác? Có hoa nhìn rất là đẹp các bác ạ. Lan rừng hoa nó cũng rất là thơm. Tiếp theo em có đùi gà trắng này. Đùi gà trắng của các bằng chúng em này. Nấu hôm đầu căng lắm mà bây giờ nó lại gục cánh vào rồi các bác ạ. Buổi tối nữa nó không không được căng. Đây, họng nó có một chút phớt hồng các bác nhé. Mở đấy nhé. Trắng tinh ban ngày nở căng rất là đẹp. Cái này nó cánh bầu các bác nhé. Này, cánh bầu này. Họng có một chút phớt hồng này. Em sẽ chia sẻ cho các bác sưu tầm là mỗi thân tơ như này này. Mỗi thân tơ như này nhé các bác nhé. Đồng thời là nó đang lên hai cái mầm gốc luôn. Một hoặc hai mầm gốc. Những cái kia là hôm nay em cắt bán hết rồi. Nhưng cái này em bán kia rồi.
Cái chậu này mang hết kỳ rồi các bác ạ. Em còn mấy cái chậu bé bé nữa nhưng mà nó không có hoa nên là em không dám lấy về quay. Nên em chỉ quay mỗi cái chậu to này thôi. Em bán theo thân là mỗi thân tơ như này là 250.000. Nếu mà các bác lấy hai thân em sẽ giảm cho các bác một xíu các bác nhé. Đấy. Đây, đẹp chưa? Cái dòng này nó phát triển rất là nhanh. Nó lên mầm gốc cực kỳ nhanh luôn. Nếu mà các bác mua khoảng 2 thân là 1 năm, 2 năm là nó sẽ có một cái chậu to đẹp như này. Đấy, các bác nhìn cái mầm gốc là các bác biết rồi. Nó lên cực kỳ khỏe các bác nhé. Mầm gốc là nó phát triển cực kỳ tốt luôn.